Hôm nay shop công nghệ điện tử sẽ hướng dẫn bạn hàng xe pin. Xe pin hàng các xe pin thì thường các bạn sẽ dùng là máy hàng. Thì ở đây mình sẽ hàng bằng mỏ hàng. Mỏ hàng 60W. Đầu mỏ hàng và ruột mỏ hàng phải loại tốt nha các bạn, để có cái độ nhiệt đúng. Nó sẽ ăn chì nhanh để tránh làm nóng hư xe pin. Đây mình sẽ hàng 3 xe pin là mình sẽ được 12V, đồng thời là mình phải có là mạch bảo vệ. Đây là mạch bảo vệ. Mạch bảo vệ này là phiên bản 2 chấm 12V. Chúng ta sẽ hàng lần lượt theo thứ tự 0, 4,2, 8,4 và 12V. Ở đây là cộng trừ, là ngõ ra và ngõ vào. Ra và vào là cùng luôn nha các bạn. Khi các bạn cho tải ra thì các bạn không được cắm sạc, và cắm sạc thì không cho tải ra, và ngược lại nha. Đây sẽ có 4 con phết, và cái điện áp chịu được cái dòng xả của nó tối đa là 20A. Và mạch này nó sẽ tự cân bằng cell. Cell khi các bạn mới mua về thì mình sẽ đo điện áp của các cell bằng nhau hoặc là trên lệch chút đỉnh thôi. Ví dụ như 3/7 thì các bạn sẽ đo là 3/6, 3/8 hoặc 3/9, là ba cục này nó sẽ gần bằng nhau là được. Khi các bạn mà mua bên shop mình á, thì shop mình sẽ lựa sẵn cho các bạn gần bằng nhau. Nếu như các bạn mua 3 cell là mình sẽ hiểu là các bạn sẽ làm gì, mình sẽ lựa, mình phải lấy đồng hồ mình đo sẵn cho các bạn để về các bạn hàng vô thôi. Đây là pin của chính hãng của Tianvn, dòng xả 20A 8C. Ồ, này là dòng sạc chứ. Thôi dòng xả, thôi mình không rõ luôn. Mình chỉ biết là 8C là dòng xả là 16A thôi. Ở đó là cái gì? Pin chuẩn 18650, dung lượng là 2006. Dòng xả 8C là dòng xả cao, là dòng xả này thường dùng cho pin máy khoan, xe điện. Các bạn có thể chế máy cắt hoặc là máy phun xịt thuốc. Rồi nói chung là chạy cho động cơ được. Nó dòng xả cao. Ở đây mình đang chế cho một khách hàng đặt một cái máy phun xịt thuốc dùng pin. Mình cũng cho các bạn coi luôn cái hộp luôn. Đây là cái hộp sau khi làm xong, là cái sản phẩm nó sẽ như thế này. Nhỏ gọn như thế này thôi. Là đem ra vườn là xài. Với cái bộ này của mình đã ứng dụng thực tế là với bình 16 lít á, với cái cần phun là 2 bét á, thì phun được khoảng 5 bình là cho 3 viên pin này nó mới hết pin. Cực kỳ nhẹ luôn, trọng lượng của 3 viên pin này rất là nhẹ so với bạn phải đeo một cái bình ắc quy to ha. Nhưng mà dung lượng cái này thì nó khoảng bằng nửa thôi, 2006. Ắc quy mình là 5000, ắc quy là 5 ampe, đó là ắc quy của Serim rồi đó. 5 ampe còn lớn hơn nữa là mấy cái tay ga bây giờ thì nó 7 ampe. Đây sẵn mình quét thử cái mã vạch này cho các bạn xem nha. Pin thì cầm khá nặng tay nha các bạn. Pin này bên mình có bán luôn. Mình sẽ vô ứng dụng Zalo. Mình bấm vô dấu cộng, quét mã code. Đâu rồi? Mã code đâu rồi? Mã code này đây, 18650 3350 mili ampere giờ.
Cái này mình không biết là cái vỏ này nó ghi đúng hay là cái thông số trên đây nó ghi đúng. Nhưng mà pin này là mình đã test rồi nha các bạn. Ok, như mình đã quảng cáo nha. Chất lượng nha, mình đây là mình làm cho bà con xài nhiều. Bây giờ mình mới quay qua cái video hướng dẫn này cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ hàn xe pin. Các bạn hãy để ba cực dương quay lên phía trên. Sau đó các bạn đổi đầu lại. Một âm ở giữa. Thì các bạn để xuống. Mình sẽ để cho nó song song ha. Rồi mình sẽ cố định ba duyên duyên này lại. Ở đây mình sẽ dùng keo súng. Keo súng này nó nguội rất nhanh, mình phải để cho ngay. Mình nên để cái quạt thổi chỉnh lại. Và thổi bạn thấy nó đổi cái màu nè, cái màu nãy nó bóng bây giờ nó tái, nó đục đục là nó hư khô khô rồi đó. Mình lật nhẹ nhẹ lại, mình dán luôn bên đây, mình chỉ cần nó dính thôi, không cần phải dính chặt đâu. Mình chờ xíu để coi cái màu keo nó được rồi, đã dính cứng rồi đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ hàn keo. Đây là cái món hàng của mình, 60W, một món hàng xịn nha, bên mình có bán luôn, nguyên bộ là 6 mấy ngàn đó nha các bạn. Không phải các bạn mua cái mỏ hàng ngoài chợ người ta bán là 6 mấy ngàn là không có xịn bằng cái của mình đâu nha. Của mình là cái ruột không là 6 mấy ngàn rồi đó. Cây mỏ hàng này mình mua là 170. Đây cho các bạn coi cây mỏ hàng của mình luôn. Có cái này chống nóng nè. Mỏ hàng là mình bẻ cong lên, mình bẻ nó cong lên xíu. Rồi đâu quay gần lại các bạn thấy nè, cong cong lên là cho nó dễ hàn. Mình vậy trước khi hàng mình phải vệ sinh cái đầu món hàng, phải bóng đó. Chị các bạn chích như đây đây đó, chích thử các bạn thấy chị nó phải động lên trên cái món hàng đó. Mình chứ bạn chích mà nó rớt mà nó chạy đi chỗ khác, nó động chỗ nào là cái chỗ đó là một lát bạn hàng vô á, cho tiếp xúc vô cái xeo này nó mới mau. Hay bây giờ mình hàng nha, chú ý là mình không có nên dí lâu nha, mình hàng để nhích cái món hàng ha. Nhích cái món hàng và làm theo có quạt thổi nó, vậy là đã dính rồi. Tương tự như vậy là mình sẽ hàn hết 6 điểm luôn. Mình nhích mà dở lên mình xem. Nó có cái cục chì về thôi. Xong. Các bạn mua hai ba seal với mạch bảo vệ thì các bạn nào mà không có biết hàn thì liên hệ với mình, mình rảnh thì mình hàn luôn cho. Nói trước là mình rảnh nha, chứ khi mình đang đi ngoài đường hoặc đi giao hàng thì mình không có làm giùm cho các bạn được. Bây giờ xong. Đây. Hình như cái đèn nó hơi cháy. Cũng vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đính cái bo này lên đây. Thì mình sẽ tính ha. Trước khi để cái bo lên thì mình sẽ tính toán là đây là 0 nè, 42 nè. 0, 42 thì cái nào gần á, để mình lát mình nói về điện không rối nè. Không nè, không mà ngay cái điểm này thì mình chúng lật làm sao cho cái âm nó sẽ ngay chỗ đó luôn. Đây âm à, bây giờ mình để cái điểm trùng mình tới đây là cái điểm âm ở đây với cái điểm đây cho nó gần ha. Đó, mình sẽ dùng băng keo hai mặt để mình cố định đó.
chúng ta canh sao cho nó nằm gọn ở trong cái viên pin. Là tính toán giờ chúng ta là kiếm một cái hộp sau đó mình làm mà để vô đây, đó là vừa luôn. Một thời gian sau là mình sẽ có bán cái hộp luôn. Hộp bây giờ thì mình mới mua về để đậu cho khách thôi. Đây. Đây mình chuẩn bị cái món hàng, mình quẹt vô chì với nhựa thông cho cái đầu món hàng mình trắng. Bây giờ mình xi mấy cái điểm hàng này, kiểm tra cái đầu món hàng nè. Chiếc đầu món hàng thấy nó động cái giọt chì trên đây là cái nó mới ok. Mình khi mình hàng mình chú ý đây là linh kiện dán, mạch nó rất là nhỏ. Mình phải hàng nhanh. Và đồng thời là tránh chạm chập cái đầu món hàng của mình nó đụng vào những con linh kiện. Ở đây thì nó chưa có điện thì chúng ta không sao, nhưng một lát mình hàng cái dây từ xeo lên á là rất là nguy hiểm. Lần đầu tiên mà mình hàng cái xeo là nó bị chạm chỗ đây, nó chạm cái cục này lên cái con tụ này là bốc khói là hỏng luôn cái mạch. Bây giờ mình chỉ dùng dây điện để hàng thôi, mình dùng lại một cái dây điện nào nhỏ nhỏ cái này thôi nha các bạn, không cần phải lớn quá xấu. Nó sẽ có kìm thuốc dây. Mình tuốt một cái đoạn dây điện ngắn thôi. Đây. Camera lên nhé. Rồi các bạn thấy chưa? Mình tuốt cái đoạn đồng nó ngắn thôi. Nó ngắn bằng so với cái chiều dài của cái điểm chì chỗ này, lát mình hàng vô thôi. Nhưng mình không có hàng vô cái điểm chì đó trước. Mình hàng là mình xi để xi cái dây này. Mình xi cái dây này sau đó mình hàng vô đây. Nãy mình đã quy định rồi đó. Đây mình lấy cái đây là điểm không nè, hàng về đây. Trên cái món hàng mà lúc nào cũng phải có một cục chì đó, mình phải chích vô, chuẩn bị sẵn sàng đó, rất là nhanh, chích vô là dính. Rồi sau đó mình canh mình ở đây, đây quay gần lại cho các bạn thấy đó. Mình sẽ để cộng dây điện như thế này. Đây là cái điểm chì của lát mình hàng. Mình sẽ cắt cái đầu máy bên đây, ngay cái móng tay mình nè. Mình cắt cái máy bên đây. Đó. Giờ mình bấm. Mình dùng kìm bấm. Bấm một đoạn ngắn thôi. Bây giờ một lát ở đây, vừa thôi. Không được dài quá, lúc mình hàng nó nóng, nó cái nhựa này nó sẽ chảy, nó thụt vô một chút nữa. Mình sẽ trừ hao. Đó. Đó, để vô là nó sẽ vừa y như thế này nha các bạn. Nó hơi dư xíu cũng được, đừng nên dư quá. Nhiều khi các bạn mới làm nó chưa có quen. Bây giờ mình sẽ là tiếp. Cái tiếp là 4/2. 4/2 thì ở đây không, thì cái đầu ở đây chắc chắn là 4/2 rồi. 4/2 là nói tiếp, là mình sẽ nói từ đây qua đây. Sau mình mới đi vô cái chân 4/2 nha. Cũng tương tự như nãy. Mình bấm một cái đầu ngắn. Rồi sau đó mình xi. Mà cũng chuẩn bị sẵn một cái chì nó đóng sẵn với cái mỡ hàng nè, nhấn một cái là dính. Rồi cái điểm ở đây mình kéo ở đây ngay cho cái cục chì lúc nãy mình nhấp đây làm dấu. Mình cắt hai bên, mình cắt vòng vòng đó nha các bạn, cắt vòng vòng, cắt cái vỏ thôi, cắt vòng vỏ làm lại móng tay mình tách ra làm rút ra đây, xe cho nó một cái xe nhẹ thôi. Vậy là cái dây điện này nó ngay cái điểm chì nè. Đây các bạn thấy ngay chưa? Bây giờ mình sẽ xi con dây điện nha. Xi con dây điện cho nó đủ chì và mình phải nhấn vô. Nó đủ chì rồi. Mình
tại vì một lát mình sẽ bẻ quẹo lại mà. Bây giờ mình bẻ nó sẵn luôn cho nó cong lại xíu, lát nó không có gấp dây nhiều quá. Nhấn vô, nhấn xuống, dính, giật giật thử à, ngắt. Rồi chúng ta sẽ có chỗ này, đây qua đây đó 4/2, chúng ta sẽ kiếm cái tới cái chỗ 4/2 trên thực, nhấp cho nó một cái. Khoan bấm cái đầu nha, nãy mình bấm cho các bạn coi thôi, mình khoan bấm tại vì trong quá trình mình xoay pin nó sẽ chạm, mình để cái đầu này cho nó ra ngoài đi, đừng có bấm cái đầu này, khoan bấm. Đó, bây giờ mình bấm tiếp cái code vô chỗ đây. Rồi cái mình hàng cái cell này vô đây. Đây. Qua hàng vô cái cell. Cái cell. Đây, cũng như vậy là nó bắt nối tiếp. Nó bắt nó tiếp theo cái vòng tròn này vô đây. 4/2. Thì cái điện áp kế tiếp nó sẽ là 8/4. Mình cũng nhấp nó như vậy luôn. Mà chi sao cho nó miếng chì. Thao tác cho nhanh không được để nóng. Rồi tới 8/4 đâu. 8/4 là tuốt trên đây. Chúng ta sẽ cắt ra điểm chỗ này. Rồi. Chỉ còn cái loại cuối cùng là cộng 12V. Nó cộng 12V này là cái dễ chạm nhất. Nó có con tụ lúc nãy mình chỉ đó. Cái này mình cắt dư dư chút xíu để dễ bấm cái dây. Rồi xong, bây giờ mình dùng kìm bấm dây, mình bấm các đầu dây cho nó lú lú ra miếng để mình xi chì. Bây giờ như vậy là mình có 4 cái đầu dây. Mình sẽ xi chì. Các bạn lưu ý coi chừng nó rơi chì vô mạch nha. Cái mỏ hàng mình nếu mà trên đầu nó đóng nhiều chì quá mình sẽ vũ nó ra bớt, nó sẽ nhiễu. Bây giờ mình sẽ hàng vào theo thứ tự. Từ 0 lên nha. Những cọng dây nào chưa hàn mình sẽ bẻ nó ra ngoài. Hàn theo thứ tự 0. Chú ý cái phần đỉnh đầu của mỗi hàn nó chạm vào cái những cái chỗ khác. 0 này. Rồi, chúng ta qua lên tới bên đầu bên đây. 4/2. Chúng ta sẽ đi theo thứ tự, các bạn được không có được hàn ngược nha, sẽ hỏng mạch. 4/2 nè, xong rồi qua tới đầu bên đây 8/4. Mình sẽ xây cái dĩ pin của mình sao cho nó có hướng dễ dễ để cái tay vô. Ừ, đã tôi quẹt cái chúng cái tụ rồi, không biết có sao không? Chắc nhanh không sao đâu. Này cái chỗ này dễ chạm nè. Này cẩn thận nè. Nói chúng ta hàng mấy cái chúng ta sờ sờ lên đây coi nó có nóng không. Nó nóng mà chúng ta hàng tầm 7 giờ có thể gỡ ra được kịp thời. Rồi giờ không sao. Cái này xây cái mỏ hàng xung xong để nó chạm xong. Rồi xong rồi mình sẽ kiểm tra xem mặt này nó có chạy hay không, nó có điện hay không.
Đây mình để cái đồng hồ đây cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đo hai cái điểm ao sạc cho nó. Mười một quên các bạn nha. À, được rồi, cái này mình chưa có sạc. Pin lúc nó sản xuất ra nó khoảng tầm khoảng 50% pin nè. Từ từ mình sạc lên. Sạc thì các bạn dùng cái loại sạc chuyên dụng cho loại pin này. Bên mình là có bán loại sạc cho cái pin này luôn. Các bạn không nên dùng mấy cái sạc điện thoại hay là sạc quy, là sạc nó không đầy hoặc là nó không ngắt, nó rất là nguy hiểm. Mạch này là quá tải là 20A. Trên 20A là nó sẽ ngắt mạch, chập mạch luôn. Ở đây mình không có cái sạc nên không có giới thiệu cho các bạn xem được. Cái hàng xong thì các bạn dùng cái hai mặt. Mình sẽ dán ở chỗ có mấy cái điểm hàng lại để cho nó an toàn. Mình sẽ để cái đường dẫn vô cái chỗ bán sell pin và cũng như cái mạch bảo vệ này và sạc luôn. Thì các bạn nhấp vào cái liên kết để mua. Còn bạn nào không rành thì gọi trực tiếp, mình sẽ để số điện thoại. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký để xem nhiều cái video nữa của mình. Nhớ bấm vào cái nút chia sẻ luôn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào cái video lần sau.